trách nhiệm hữu hạn Hoàng Linh Biotech được biết đến là một trong những đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất các sản phẩm sinh học với mục đích góp phần chăm lo sức khỏe con người, nâng cao chất lượng cuộc sống. Vào tháng 4 năm 2018, Sở Khoa học Công nghệ đã tiến hành trao chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Hoàng Linh Biotech. Đây chính là minh chứng có giá trị pháp lý cao nhất để Hoàng Linh Biotech tiếp tục sứ mệnh cung cấp những sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt hơn nữa để chăm lo cho sức khỏe của người dân Việt Nam. Thực ra là nuôi trồng đông trùng hạ thảo nó là một ngành khoa học. Đến với tôi nó là một cái duyên. Thì năm 49 tuổi là tôi có bị mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Thế sau khi mà mổ hết xong rồi tôi rất là mất tự tin. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là cái sức khỏe của tôi rất là xuống. Và tôi cũng nghĩ là có lẽ là mình cũng phải làm một cái gì về cái sức khỏe để cho cộng đồng cũng được sử dụng và bản thân tôi cũng được sử dụng. Thì đó là cái mối duyên đầu tiên để cho tôi bước chân vào để làm cái đông trùng hạ thảo này. Thế rồi sau đấy chúng tôi cũng nhờ Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và một số các tiến sĩ, giáo sư của nước ngoài như là của Nhật Bản, của Thái Lan và của Hàn Quốc. Có những người ta tới tận nơi, người ta chỉ, nhưng mà cũng có những người ta đề nghị chúng tôi sang nơi khu nuôi trồng của người ta để chúng tôi được cận cảnh để mà làm. Rồi chúng tôi cũng đã ra được cái sản phẩm rất là tốt. Sản phẩm tôi đang cầm trên tay đây là nó mới được có một tháng. Thì sau một tháng nữa thì chúng tôi sẽ thu hoạch. Cái sản phẩm này nó lên rất là đều. Đấy. Và cái hoạt chất ở trong này nó rất là tốt. Và hiện nay thì những cái sản phẩm mà chúng tôi được đưa ra thị trường rất là nhiều, nó đều sản xuất từ đông trùng hạ thảo ra. Ví dụ như là trà, túi lọc, đông trùng hạ thảo, bánh lương khô, đông trùng hạ thảo, rồi trà hòa tan đông trùng hạ thảo, cà phê đông trùng hạ thảo, bún đông trùng hạ thảo, hoặc là có những cái dự án đối với người dân tộc là nuôi trồng cái trà để làm nên cái cốm trà đông trùng hạ thảo, nó rất là tốt cho sức khỏe. Bước vào thương trường nhưng luôn đặt chữ tài bên cạnh chữ tâm, công ty Hoàng Linh Biotech đã cho ra rất nhiều sản phẩm từ thiên nhiên có chất lượng cao, giá thành phù hợp, gửi đến người tiêu dùng. Trong suốt một thập kỷ qua, Hoàng Linh Biotech luôn là lá cờ đầu trong lĩnh vực nuôi cấy, sản xuất và cung cấp nguồn đông trùng hạ thảo sạch và an toàn cho hàng trăm gia đình Việt. Khi tôi dùng cái sản phẩm trà đông trùng hạ thảo này, tôi cảm thấy tôi uống vào, tôi cảm thấy là sức khỏe tôi thoải mái, mà da rẻ nó hồng hào lên, nên tôi phải dùng hàng ngày. Tôi từng đi nhiều nơi và có sử dụng cái đông trùng hạ thảo này, và được biết đây là một cái cơ sở sản xuất đông trùng hạ thảo được kiểm soát đầu vào rất chặt chẽ, nên là tôi đã từng uống và thấy có cái chất lượng sử dụng uống rất là tốt. Hôm nay tôi đến đây để tiếp tục mua sản phẩm và sử dụng cái sản phẩm này. Tôi năm nay là 50 tuổi và đang ở trong cái giai đoạn là lứa tuổi của những người trung niên tiền mãn kinh. Cho nên là về cái vấn đề sức khỏe cũng như là tâm sinh lý, về giấc ngủ cũng như là da rẻ thì tất nhiên là nó bắt đầu nó có nhiều cái vấn đề xảy ra. Nhưng mà tôi nói thiệt tình là tôi cũng sử dụng rất là nhiều các loại thảo dược thiên nhiên mà mọi người giới thiệu, nhưng mà khi tôi cảm thấy nó không có hiệu quả. Mà khi có một người bạn giới thiệu cho tôi sử dụng cái trà đông trùng hạ thảo của Hoàng Linh Biotech thì tôi thấy là cái sản phẩm này là rất là phù hợp với bản thân tôi, và tôi cũng giới thiệu cho rất nhiều người sử dụng. Không chỉ dừng lại ở việc nuôi trồng sản xuất các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo, công ty Hoàng Linh Biotech còn nghiên cứu cho ra những sản phẩm ưu việt cho người tiêu dùng như các sản phẩm chế biến từ dược liệu nấm linh chi, nấm vân chi, nấm đậu khỉ, v.v. Tất cả các sản phẩm của công ty đều được sản xuất và đóng gói theo một quy trình khép kín, đảm bảo nghiêm ngặt từ nguồn gốc nguyên liệu cho đến khâu đóng gói. Những sản phẩm về đông trùng hạ thảo của công ty Hoàng Linh Biotech chúng tôi chủ yếu là tăng cường sức khỏe cho mọi người, nhất là những người mà bệnh cần phục hồi sức khỏe sau khi mổ sinh. Với phương châm của chúng tôi là yêu thương sức khỏe Việt, thì tôi và tất cả các anh chị em trong công ty muốn là tất cả mọi người đều được dùng các sản phẩm đông trùng hạ thảo để tăng cường sức khỏe và cuộc sống của mình sẽ càng ngày càng hạnh phúc hơn. Với tâm huyết của công ty, toàn bộ anh chị em nhân viên khu nuôi trồng hứa sẽ đem lại những sản phẩm nuôi trồng ra thật là tốt để mang lại nhiều sức khỏe cho cộng đồng. Tất cả vì một phương châm yêu thương sức khỏe Việt, để chặng đường tiếp theo của công ty sẽ tiếp tục là chặng đường mang tên Cống Hiến.
Mong rằng với sự tâm huyết của lãnh đạo cũng như toàn công ty Hoàng Linh Biotech sẽ là một sự lan tỏa mạnh mẽ về thông điệp giữ mãi tuổi xuân, sức khỏe sung mãn, am tưởng khoa học, thấu hiểu thiên nhiên đến tất cả cộng đồng trong và ngoài nước.